Hầu hết, phụ nữ mang thai đều bị giãn ra ở tháng thứ 6 hoặc thứ 7 của thai kỳ. Chúng tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng có thể kéo dài trong suốt nhiều năm, khiến làn da trở nên mất thẩm mỹ. Sau đây là những cách chống giãn da dành cho bà bầu. Những mẹo này khá an toàn, có thể cho hiệu quả cao nếu kiên trì áp dụng. 1. Lòng trắng trứng kết hợp với dầu ô liu. Trong trị giãn da thì có một cách sử dụng lòng trắng trứng đang được rất nhiều người áp dụng, đó là sử dụng lòng trắng trứng đánh nhẹ, cũng như thoa một lớp dày lên ở vùng da nhiều vết dạn. Khi đã thoa lên da, bạn nên đậy khoảng 15 phút cho lòng trắng trứng khô lại, rồi mới xả sạch với nước. Thoa một ít dầu ô liu lên vùng da này, massage cho thấm đều nhằm giữ ẩm. Cách làm này trị được giãn da bởi vì lòng trắng trứng có thành phần chứa nhiều protein cũng như một số axit amin có lợi giúp khôi phục và tái tạo collagen cho làn da đang bị rạn nứt. 2. Dầu dừa. Dầu dừa làm từ thiên nhiên, vô cùng thông dụng để chăm sóc sắc đẹp, lại không có bất kỳ hóa chất gì. Chị em phụ nữ sau sinh hãy dùng dầu dừa thoải mái để massage hàng ngày, giúp lưu thông máu đến da, cung cấp cho da đủ dưỡng chất, tránh được hiện tượng giãn da. 3. Nước cốt chanh. Có thể dùng nước cốt chanh trong chữa trị giãn da sau sinh. Trong nước cốt chanh chứa rất nhiều axit với tác dụng là chữa lành trị mụn trứng cá, những vết sẹo, đồng thời giúp làm giảm những vết dạn hiệu quả. Cách sử dụng nước cốt chanh để điều trị giãn da được thực hiện cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy lấy một lượng nước cốt chanh đủ sử dụng cũng như xoa lên da, massage theo các chuyển động tròn cho nước chanh thấm vào da trong vòng khoảng 10 phút, sau đó dùng nước ấm để rửa sạch vùng da này. 4. Dầu mù u. Dầu mù u với tác dụng của mình trong việc trị kháng viêm, dưỡng ẩm cho da, kháng khuẩn cùng tái tạo các tế bào da biểu bì, phục hồi da, khiến cho da có độ đàn hồi tốt thích hợp cho việc chữa trị giãn da. Giống như một số biện pháp trên thì cách thực hiện kỹ thuật này cũng rất đơn giản. Chỉ cần bôi dầu mù u lên khu vực da mắc dạn với tần suất một ngày 2 lần, lặp lại trong thời gian dài, chị em phụ nữ sau sinh lâu năm sẽ cảm thấy hiệu quả bất ngờ. 5. Dầu hạnh nhân. Muốn làm mờ vết dạn da sau khi sinh bằng dầu hạnh nhân thì làm như sau. Chuẩn bị ít đường thô, pha cùng với dầu hạnh nhân, kết hợp cùng với vài giọt nước cốt chanh để massage nhẹ nhõm trên vùng da dạn. Hỗn hợp này làm cho bề mặt của da mịn màng, đồng thời giảm được dạn da vì tăng cường kích thích lưu thông máu. Lời khuyên, nếu như bạn muốn có tác dụng chữa dạn da tốt nhất thì phải thực hiện phương pháp này một cách thường xuyên và trong một thời gian dài. 6. Nghệ và mật ong. Nghệ chứa một lượng lớn hoạt chất curcumin. Đây là chất có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, giảm tình trạng viêm nhiễm, làm cho trắng da, kích thích tái tạo tế bào da và giúp vết thương nhanh lành. Mật ong chứa nhiều vitamin C, B, chất chống oxy hóa, axit alpha hydroxy. Vì vậy, sự kết hợp này giúp da trắng hữu hiệu, dưỡng da, trị giãn nứt da bụng sau lúc sinh hiệu quả. Phía trên là những thông tin về cách trị giãn da sau sinh từ những nguyên liệu tự nhiên và an toàn cho sức khỏe của chị em sau sinh. Chúc tất cả các chị em thực hiện thành công và sớm sở hữu làn da mịn màng.